kỳ duyên. Tập 2 sau 10 lính phun mộ nằm dưới phòng mô tả nhé. Là người nào? Chân lễ là truyền giáo hay là lão tổ sư của huyện Tầm Phủ đích thân tới đây? Cho dù là ai thì thái âm chi lực và thiên tính chi lực dày đặc như vậy, nếu như không lấy thì rất là lãng phí. Sư huynh, nếu như những tu sĩ kia có thể nhận được lợi ích, vậy thì từ phi thuyền của chúng ta, phi thuyền mỗi lần thi triển pháp lực đều sẽ dẫn dắt tới thái dương âm, đều sẽ một lần tế luyện, chúng ta mới là người nhận được lợi ích lớn nhất. Nhưng mà nếu như tinh hà này có thể hóa nhập vào phi thuyền, thì chỉ cần đem một phần luyện hóa là được rồi. Sư địa, chúng ta hãy cùng nhau thi pháp. Dân, phản ứng của đám người huyền tầm phủ cũng không quá chậm, nhưng mà nghĩ quá tốt đẹp rồi. Cứ tiên sinh thi pháp dẫn tới tinh hà xuống, sao có thể để cho người khác được lợi chứ? Tinh hà đầy trời, toàn bộ đều thuộc về ta. Rõ ràng đã là lôi kiếp thứ yếu, mà bây giờ lại quật cường khó chịu. Lại còn có xu thế cố thủ không tan ra. Hôm nay nếu như không trì để giải quyết thì e rằng thực sự sẽ thành căn bệnh trăm năm. Dù sao thì lúc này tinh lực rất lớn, cứ thử đem chiến trường giống vào toàn thân để làm loãng lôi kiếp còn sót lại. Thu. Tôi này có chút gật hái, kế mổ quay về khách xá biết qua mấy ngày. Cứa tiền sinh trở về biết qua, người có ngộp hồi sợ cũng nhân lúc này mà tiếp tục tu luyện một lúc, hoặc là dùng thưởng thức cảnh đêm cũng được. Ta quay về hộ pháp cho cứa tiền sinh đây. Dừng. Bái kiến chư vị đạo hữu ngộp hồi sợ. Bái kiến chư vị đạo hữu tầm phủ, không biết là mấy vị tới tìm chúng ta có việc gì? Cầu đầu hữu không cần phải giả vờ hồ đồ nữa. Cửa tiên sinh không phải là tu sĩ của huyện tầm phủ chúng ta, vậy mà lại có thể vận động cánh bướm âm dương thi triển ra diệu pháp kinh thế hải tục như vậy. Giây phút tinh hà rơi xuống kia cũng đã đủ khiến cho người ta mơ mộng. Không biết là cửa tiên sinh là cao nhân của Ngọc Hoài Sơn có đúng không? Cửa tiên sinh có giao tình khá tốt với Ngọc Hoài Sơn chúng ta, nhưng mà không phải là tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn. Vậy các người có biết sư môn của cớ tiên sinh ở nơi nào không? Tiên sinh chưa từng kể về sư môn của người, mặc dù có lúc ngày ấy cũng không hiểu nhiều về tiên phủ. Ngày mai hoặc là một lúc nào đó, cớ tiên sinh có muốn dẫn động tinh lực tu hành nữa hay không nhỉ? Nếu là như vậy, thì chẳng hay có thể báo cho chúng ta biết thời gian đại khái có được không? Chúng ta đã bố trí trận đồ thật tốt, mở trận pháp phi thuyền đến mức lớn nhất, thì cũng có thể giúp cho tiên sinh một tay. Nhưng mà những thô tiện của chúng ta căn bản chẳng thể nào biết được huyền pháp ảo diệu của tiên sinh, càng không biết có thể nhìn thấy được ngài dẫn động linh lực lần nữa hay không. Đào hữu, tin tưởng rầm rộ như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chúng ta làm sao có thể không biết chứ? Đúng rồi, các vị đi tới Bắc Cảnh Hàng Châu phải không? Vậy thì đây là hội tiên du nhỉ? Cứ tiên sinh cũng đi sao? Không sai, cứ tiên sinh cũng đi. Vậy không giống quý rị các vị đạo hữu nữa rồi, ngay khác thì chúng ta lại đến hội thăm. Đợi đến đại hội tiên du thì hy vọng chúng ta có cơ hội để trao đổi nhiều hơn. Nhất định rồi, Ngọc Hội Sơn chúng tôi nhiều năm không can thiệp vào đại hội du tiên. Còn các vị đạo hữu huyền tâm phủ dẫn đường đây. Ngọc Hội Sơn nhiều năm vẫn chưa tham gia đại hội tiên du, lại có thể cùng với huyền tâm thủ trao đổi sớm hơn, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Đã hơn nửa tháng rồi mà vị cao nhân kia vẫn chưa xuất quan. Đáng tiếc là tình cảnh của chiếc phi thuyền kia điều khiển trong tinh xà vẫn chưa xuất hiện. Nghe nói vị cao nhân kia tốt đó đã thu đủ thái âm chi lực, cho nên cũng không cần thiết phải ra ngoài ghi chuyến.
Lôi kiếp bị quay nhiễu mấy năm nay cuối cùng cũng đã giải quyết được rồi. Hơn nữa đối với vì lĩnh ngộ lô pháp cũng đã cao hơn một bậc. Đa tạ cơ đạo hữu đã giúp ta hộ pháp. Cơ tiên sinh khách khí rồi. Đã bay lên trên biển rồi sao? Khoảng khách nào đó nhìn giống như là mặt trời đang chảy, như là nước trên bờ mặt của Long Vũ này. Nhưng nếu như nhìn kỹ thì hình như chỉ là ảo giác. Cơ tiên sinh, Cầu Phong nói lúc mua chiếc lông này ở trên bến đỉnh phòng, vẻ mặt của người rất khác thường. Cuối cùng thì chiếc lông vũ này có gì đặc biệt vậy? Ta truyền một chút linh khí vào cho người xem. Cô đạo hữu có nhìn thấy không? Ngoài trừ cái chút sức nóng tỏa ra thì ta không phát hiện ra cái gì cả. Cơ tiên sinh à, nhìn thấy gì vậy? Yêu khí đáng sợ cực kỳ nồng đậm, vừa ảo lại vừa thực. Yêu khí ư? Vừa rồi có yêu khí ư? Thật, thật nữa ư? Để ta coi. Tiên sinh à, có biết đây là lông vũ của yêu thú nào không? Cái này thì ta cũng không biết. Có lẽ là một vị thú có tiên phú năng lực đặc thù. Có lẽ là do ta nghĩ quá nhiều rồi. Tóm lại là chiếc lông vũ này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Kế mổ sẽ nghiên cứu nó kỹ hơn một chút. Mừng ngược lại rất muốn dùng tam mùi chân hỏa đốt thử chiếc lông vũ. Nhưng mà một khi những thứ cấu thành tam mùi chân hỏa chính là dùng mùi chân hỏa. Nhưng mà nếu như mượn nhờ sức mạnh của tam mùi chân hỏa để chuyển hóa thành cực dương, vậy thì không đủ trình độ để đạt tới thái dương chân hỏa trong truyền thuyết, cũng không thể xem thường được. Nhưng mà lợi như nó không chịu được mà bị đốt thành tro bụi thì đi đâu mà tìm cái thứ hai đây? Ui, có nên thử gì không đây? Có khi đốt xong lại mất luôn ấy chứ. Lông ngắm là dao lông. Sư phụ à, con dao lông kia đang làm cái gì vậy? Sao lại vừa ôm mây vừa phát ra tiếng lông ngâm? Chắc là nó đang tìm bạn đời đấy. Có cậu nói rằng bản tính của rồng vốn là phong đản, là thích đi khắp thế giới này tìm kiếm niềm vui, sinh sản nhất ở trong các loài chim. Chắc chắn là nó đang tìm bạn đời đấy. Có câu nói rằng bản tính của rồng vốn phong đản, rồng là thích đi khắp nơi tìm niềm vui và sinh sản nhất trong các loài chim. Đó là do các người chưa từng gặp cái lão ngu mà thôi. Hắn còn dám xưng là đệ nhất tìm niềm vui trong yêu tộc. Nhưng mà chắc chắn là lão ngu cũng phải nằm ở trong cái ba hạng đầu tiên đấy. Chứ gì đạo hậu chú ý, phi chù đã sắp đi vùng gió lốc thiên cường phía trước. Xin đều chú ý mà bay ra khỏi phạm vi bảo hộ của trận pháp trên phi thuyền. Đó có phải là dao lông trước đó không? Hình như là có tiếng đánh nhau. Dao lông kia không lẽ là đang gặp phiền phức gì rồi đấy chứ? Ta chính là xích dao lông dưới trướng lòng quân. Các vị tiên trưởng phía trước xin hãy cứu ta. Các vị tiên trưởng phía trước xin hãy cứu ta. Con dao lông này đang còn cầu cứu chúng ta sao? Sư huynh à, chuyện này sư huynh thấy thế nào? Không được manh động, phải ý kiến của sư phụ trước. Là tiền kiếm. Có tiền nhân ra tay. Dầu lòng là muốn nhân cơ hội dùng lửa của bản thân để tiêu cháy tất cả các quái thú trùng. Nhưng mà số lượng của quái trùng này thực sự là quá nhiều. Đầu hậu à, để ta giúp ngươi một tay. Chúng ta cũng vậy. Đi. Mọi người tránh ra một chút đi. Tránh chỗ cho giáo lông này hạ cánh. Đưa tay cái vị tiên trưởng đã ra tay giúp đỡ. Nếu như mà hôm nay không có các ngài thì chắc ta đã lật thuyền ở trong mương rồi. Những quái trùng đó là vật gì? Người là một con dao lông có thơ bời mà cũng bị chúng dây dừa thành cái bộ dạng này.
Thưa vị tiên trưởng này, bởi vì không muốn bị cường phòng ăn mòn quá nhiều khí lực, nên vốn dĩ ta muốn bơi ở trong lòng hải lộ của Hoàng Hải, ta mới du động sát đáy biển. Mà cái đám trùng này vốn nằm ở dưới đáy biển, nhìn qua chẳng khác gì là tảng đá đất bùn, cơ tôi nói là không có chút sinh khí nào. Chỉ là sau khi ta bị kinh động thì bọn chúng giống như là một bầy châu chấu vỡ tổ, tất cả đều như sống lại, đồng thời điên cuồng hút lấy hút đỡ thứ gì đó trên người của ta. Nếu như ta không kịp phản ứng đóng chặt hàm răng này lại thì phong tỏa tất cả những nơi quan trọng, thì e ra chúng đã chui vào bên trong tai, mắt, mũi, miệng rồi. Khi bị những quái trùng này hấp thụ thì đúng là cảm giác hết sức nặng nề, yêu lực và linh khí tinh thần đều không ngừng tiết ra ngoài. Ta cũng không thể bơi nhanh hơn, nhưng mà điều đáng sợ chính là số lượng của những quái trùng này giống như là vô cùng vô tận vậy. Người có biết đây là trùng gì không? Nhóm vô tà tính bên trong Hoàng Hải không ít, nhưng mà mỗi ngày đều giống như là mới sinh ra. Lôi cũ diệt vọng, ta cũng không biết là có mấy con này. Lông thi trùng, những thứ này là lông thi trùng. Trùng này sinh ra trên xác của những con rồng, đa số đều không sợ long uy. Phàm là lông tộc trong tứ hải, nếu như gặp phải thì nhất định phải giết sạch. Cái gì? Lông thi trùng ơi, ta vật này không phải đã bị giết sạch rồi ư? Ngươi nghĩ rằng cứ mỗi lượng ngươi à? Thứ này thỉnh thoảng còn xuất hiện ở một số đường thủy và mấy con sông lớn trên lục địa. Kỳ tiên sinh, lông thi trùng này phải làm sao? Ở dưới lâu hải, ở Hoang Hải này hiển nhiên là có không ít thứ này. Ngươi nói mình là thủy tộc dưới trướng của Long Quân. Và là vị Long Quân nào thế? Vừa rồi tình thế khẩn cấp, ta mới nói dối rằng mình là vào lòng dưới quyền của Long Quân. Thực ra ta chỉ sinh sống ở bên ngoài Long Hải, thuộc vùng biển của Quảng Thắng Long Quân, cũng không phải là dưới trướng của Long Quân, xin tiên trưởng thông cảm. Người cứ nghĩ ngờ một lát rồi tự mình rời đi. Đối với Long tộc các người, vì này không phải là chuyện nhỏ, không phải báo tin cho người nào thì hãy báo cho người đó. Còn những lông thi trùng dưới biển thì mong tiên trưởng được ra tay với cái đám lông trùng thi này, để sau khi trở về thì Long tộc chắc chắn sẽ bắt đầu từ chỗ này rồi tìm hiểu ngọn nguồn của tà vật. Tạm thời thì cứ để cho bọn chúng ở dưới đó đã. Đi rồi, vậy thì chúng ta không nhúng tay vào nữa. Nếu đến như vậy thì phi thuyền sẽ tạm thời dừng ở nơi này, để trông chừng lông thi trùng ở phía dưới kia. Thời gian nắng lại, sau này cái thật tăng tốc quay về, xin cái gì hãy cứ yên tâm. Như vậy cũng tốt. Quả nhiên, Long Quân đích thân đến đây rồi, xem ra Long tộc đã để ý cái đám lông thi trùng này rồi. Đó là cái gì đã giúp đỡ chẳng qua, đây chỉ là chuyện của Long tộc. Người ngồi xin mời nhanh chóng rời đi. Cơ tiên sinh, nghĩ như thế nào? Vốn là chúng ta vô tình liên quan tới chuyện này. Nếu như người ta đã không hy vọng chúng ta tham dự vào thì chúng ta cũng không còn việc ở lại làm gì. Lên đường vẫn quan trọng hơn. Ba ngày sau. Đúng là nơi này. Rồi đấy. Ta có từng người thấy cái mùi buồn nồng kia, quả nhiên là lông thi trùng. Các người lặn xuống tìm kiếm theo hướng hải lộ, ta xử lý nơi này trước. Dừng. Không hổ danh là Trần Long, ra tay cũng quá hoành tráng rồi. Ba ngày sau nữa. Các vị à, trăm dặm phía trước chính là kinh cát ở trên biển. Chúng ta cũng không nên bỏ qua cảnh đẹp hiếm có ở trước mắt này. Nếu như là người thần hay bằng hữu của các vị vẫn còn nghi ngờ ở trong thuyền thì nó hãy gọi như vậy đi. Nếu không thì sẽ tiếc nuối cả đời đấy. Chư vị xin chớ ồn ào. Nơi này là nơi thành tựu của kính huyền hải các người. Ta có thể cho phép chúng ta được ngắm nhìn cảnh đẹp tại đây. Và rất rộng lượng rồi. Đừng có khiến họ nảy sinh ác cảm đi nhé. Ôi đẹp thật đấy. Ta đã từng nhìn qua biển lớn sóng cuồn cuộn, cảnh biển bình yên như thế này thì cũng là lần đầu tiên ta gặp được. Có thể tưởng tượng được nếu như đến bối cảnh sắc ở đây thì sẽ càng đẹp hơn. Dù là như vậy thì dù sao ta lúc trước chúng ta đã trì hoãn mấy ngày rồi. Ta muốn hỏi các vị, nếu như không gấp thì chúng ta có thể đợi qua tối nay rồi mới đi qua hay không? Nếu như mọi người bận chung chuyện thì chúng ta có thể tiếp tục đi luôn. Không vội, đúng vậy đấy, ai cũng rảnh một hai ngày mà. Đúng vậy,
Để thêm một hai ngày nữa rồi hãy đi. Bên đó có người còn đang câu cá. Ôi, nơi này cũng có cá sao? Cá sống dưới vùng biển, trong suốt như mặt kính này thì chắc chắn cũng không phải là cá bình thường đâu nhỉ? Nói ra thì mình cũng có một cái cần câu như vậy mà lâu rồi không sử dụng. Cơ tiên sinh, muốn câu cá ư? Như vậy đi, tiên sinh à. Một lát nữa thì ta sẽ đi hỏi mấy người ở kính huyền hải các trước. Có thể câu cá được không? Vậy thì tốt quá rồi. Làm phiền đổ trì sự nhé. May mắn là ta đã không làm nhục sự mệnh. Tiên sinh à, có thể tùy ý thả câu. Nhưng mà ngài có còn phải chuẩn bị thuyền nhỏ và cần câu không? Không cần, không cần. Ta thấy cậu ở mạn thuyền này là được rồi. Còn về cần câu thì cái mổ đã có sẵn rồi. Đó ta đô trì sự hỗ trợ. Thường thì câu cá đều cần 10 câu. Có rồi. Cái hạt táo này là đủ rồi. Nếu như câu ngươi câu được cái gì thì ta sẽ bái ngươi làm thầy. Vừa dứt lời thì thật sự là có cá. Hả? Ôi, thật sự là có cá kìa. Tiên sinh câu được rồi. Tiên sinh ta đã lợi hại. Cái gì vậy? Sức lực lại lớn tới như vậy? Đạo hữu à, cá này không được dùng sức. Nếu không thì chứ dù lập pháp khí gì cầu không bị đứt thì cũng sẽ khiến cho con cá ấy bị tàn phê đấy. Phải tùy ý mà kéo thuyền đi cơ. Bây giờ đạo hữu à, mau bay lên trên không, thuận thế lắc lư dây câu đi. Bây giờ đạo hữu à, ngươi đúng là phong phí của trời mà. Lên. Sư phụ, nuốt hạt táo rồi mà cũng muốn chì sao? Lên. Wow, có tiên sinh lợi hại thật đấy. Con cá lớn thật đấy. Đây không phải là loài cá bình thường có phải không ạ? Tất nhiên là không phải loài cá bình thường rồi. Loài cá này chỉ có ở kính hải, tên gọi là lầu ly quỷ, thủy kiềm lân tầm. Tuy nói là loài cá được ngưng tụ từ thủy tinh, nhưng lại cực kỳ dẻo dài và có sức lực lớn. Khi nó ở dưới kính hải thì sức mạnh cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Muốn cầu nó ra khỏi nước thì vô cùng khó. Sư phụ, chuẩn bị thật kỹ càng đi. Cũng không biết là ngài dùng thần thông diệu pháp gì mà chỉ chưa đầy nửa canh giờ đã có thể câu được kiềm lân tầm ra khỏi nước. Năm trước thì ta cũng đã từng câu được một con, nhưng mà nó đã kéo con thuyền nhỏ của ta đi dạo một vòng quanh kính hải suốt 10 ngày 10 đêm liền, mới có thể chế ngự được nó, lùi nó ra khỏi nước đấy. Đạo hữu, tí sư phụ này không thể gọi bậy đâu. Ta hiểu chứ, sư phụ tất nhiên không thể gọi bừa rồi, vì vậy ta không hề gọi bậy. Tại hạ là Lục Vạn Mừng, là tu sĩ trên kính thuyền hải cát, nguyện bái đạo hữu làm sư phụ. Tập 263.